Người mệnh mộc muốn giàu sang phú quý phải biết điều này, vạn sự như ý, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, mộc cũng là một trong năm ngũ hành của cái thuyết ngũ hành. Thuyết này cho rằng vạn vật trên trái đất đều sinh ra từ năm cái yếu tố ngũ hành, đó là kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Trong đó, cái hành mộc nó tượng trưng cho mùa xuân, cho cây cỏ, hoa lá, cho cái sức sống mãnh liệt và dồi dào của cây cối. Mộc cũng đại diện cho cái phương chính đông và đông nam. Khi mà là âm mộc ấy, thì cái hành này nó chủ về cái mềm mại và dễ uốn nắn. Khi là dương mộc thì nó lại chủ về cái sự cứng rắn, bền chắc như cái thân gỗ lim. Xét về mục đích sử dụng khi dùng, với chủ ý là thiện lành, mộc là cái cây gậy chống, giúp chống đỡ, nương tựa. Có khi dùng với các chủ ý ác như là mộc là cái ngọn giáo, có thể mang tính sát thương cao, có thể tấn công cũng như là gì, có thể là tự vệ. Cây tre cũng được ca tụng về cái sự mềm mại trước gió, nhưng cũng gì vẫn đủ cứng rắn để làm giáo, làm trông. Đây cũng chính là đại diện tiêu biểu cho cái hành mộc. Khi mà tượng trưng là cây cối thì hành mộc mang cái năng lượng mạnh, thể hiện cái tính năng là sinh trưởng, tăng trưởng cao, dễ dàng sinh sôi nảy nở, dễ dàng nuôi dưỡng và thích nghi với cái môi trường xung quanh. Đó. Vậy thì những người hành mộc thì bao gồm những năm sinh nào? Thưa quý vị, khi xếp về cái ngũ hành mộc ấy, thì chúng ta có 6 cái ngũ hành nạp âm. Đấy. Lần lượt là gì? Đại lâm mộc, bình địa mộc, thạch lựu mộc, tang đố mộc, tùng bách mộc và dương liễu mộc. Và sau đây là những cái người mang hành mộc. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên là những người sinh năm 1928 hay là 1988 là tuổi Mậu Thìn, có ngũ hành nạp âm là Đại Lâm Mộc. Những người sinh năm 1929 hay là 1989 tuổi Kỷ Tỵ cũng có ngũ hành là Đại Lâm Mộc. Những người sinh năm 1942 hay là 2002 là tuổi Nhâm Ngọ, có ngũ hành là Dương Liễu Mộc. Những người sinh năm 1943 hay là 2003 là tuổi Quý Mùi, cũng có nạp âm ngũ hành là Dương Liễu Mộc. Những người sinh năm 1950 hoặc là 2010 tuổi Canh Dần là Tùng Bách Mộc. Những người sinh năm 1951, 2011 ấy, là tuổi Tân Mão, cũng có nạp âm ngũ hành là Tùng Bách Mộc. Những người sinh năm 1958 hay là 2018 là tuổi Mậu Tuất, là ngũ hành nạp âm là Bình Địa Mộc. Những người sinh năm 1959 hay là 2019 tuổi Kỷ Hợi cũng có nạp âm là Bình Địa Mộc. Những người sinh năm 1972 là tuổi Nhâm Tý, có nạp âm ngũ hành là Tang Đố Mộc. Những người sinh năm 1973, Quý Sửu, cũng có nạp âm ngũ hành là Tang Đố Mộc. Những người sinh năm 1980, tuổi Canh Thân, có nạp âm ngũ hành là Thạch Lựu Mộc. Những người sinh năm 1981, tuổi Tân Dậu, cũng có nạp âm ngũ hành là Thạch Lựu Mộc. Đó là toàn bộ năm sinh của những người có ngũ hành nạp âm là Mộc. Tiếp theo chúng ta cùng xét về tính cách, đặc điểm và cái vận mệnh của những người mạng Mộc. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về tính cách đặc điểm. Về cơ bản ấy, thì tính cách của những người mệnh mộc khá là hài hòa, phóng khoáng, giàu cái tình cảm và có lòng bao dung, luôn lạc quan, yêu đời. Người này có lối tư duy rành mạch, đầu óc thì nhanh nhạy, nên làm gì cũng sẽ nhanh như một cơn gió. Đồng thời, họ cũng là những người mà hay thay đổi, lúc thì hiền hòa, lúc lại nóng nảy. Có lúc họ gan dạ, can đảm, nhưng cũng có lúc họ cục cằn, thô lỗ. Vì thế, nếu không chịu khó tu dưỡng thì rất dễ vướng vào cái chuyện thị phi và cái vòng lao lý. Tuy nhiên về tổng thể thì những người mệnh mộc vẫn là những người khôn ngoan, công bằng, hiểu biết, có cái lòng trắc ẩn, ngoại giao tốt, là một người bạn đáng là tin cậy. Trong công việc họ thường hay tưởng tượng, suy diễn hơn là thực sự bắt tay vào cái công việc. Họ cũng dễ chống đối, không được lòng lãnh đạo nên là cũng thường là gì? Thăng tiến chậm và khó khăn hơn với những người khác. Thứ hai, chúng ta còn xét về vận mệnh, sự nghiệp, tình duyên. Về mặt sự nghiệp ấy, thì với cái tài năng và cái lòng nhiệt huyết của mình, những người mệnh mộc có thể phát triển nhanh chóng trong cái sự nghiệp. Tuy nhiên, vì cái tính nóng nảy đa nghi nên là con giáp này thăng tiến thì chậm và thường là gặp nhiều cái trở ngại. Bản mệnh cần phải nhắc nhở mình không ngừng cố gắng, không nên sợ hãi những cái thất bại. Dù có là khi sự nghiệp chạm đến cái điểm đáy thì cũng cần phải nỗ lực đứng lên làm lại từ đầu, chớ có cam chịu mà hủy hoại đi cái tương lai của mình.
Khi có tranh cãi xảy ra thì những người mệnh mộc ấy cần phải gì? Tốt nhất là không nên ra mặt, vì cái tính nóng này dễ khiến cho các bạn vướng vào những cái xung đột, những cái mâu thuẫn, thậm chí là cái hành động mất đi cái sự kiểm soát của mình. Nếu là lãnh đạo thì những người mệnh mộc cũng rất tích cực và chủ động. Họ thường gương mẫu, sẵn sàng đảm đương những cái công việc khó khăn. Tuy nhiên, cũng chính vì như vậy mà họ thường dễ bị kẻ xấu hãm hại, dẫn đến chuyện là rước họa vào thân. Vì thế, để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người mệnh mộc hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Minh Quang Pháp Bảo. Đây là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, giúp quý vị được tịnh tâm, an nhiên, giúp khai sáng trí tuệ, giúp ra quý vị đưa ra được những cái quyết định đúng đắn, chính xác hơn trong công việc. Từ đó sẽ giúp được cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Cái Minh Quang Pháp Bảo đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người mệnh mộc. Thưa quý vị, xét về cái mặt hôn nhân thì những người mệnh mộc vốn hay thay đổi, nên là con đường tình duyên cũng trắc trở, khó lâu bền với ai được. Nếu muốn hôn nhân duy trì được bền vững và hạnh phúc hơn thì bản mệnh nên chọn những người có tính nhất quán như những người mệnh thủy. Đàn ông mệnh mộc, nam mệnh thì là nam tính, phóng khoáng nên dễ giành được trái tim của những người con gái mà mình yêu. Ngược lại, phụ nữ mệnh mộc thì cứng cỏi, kiên cường, thiếu cái nữ tính, dữ dằn nên là khó kết hôn. Hôn nhân thì cũng không được êm đẹp vì vợ chồng thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn. Đó. Vì vậy, để hóa giải những mâu thuẫn này thì những người mệnh mộc ấy hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, đấy, giúp tăng cường cái vận nhân duyên, hòa hợp gia đình và tăng cường cái hạnh phúc cũng như là gì, tăng cường cái tài lộc. Đó. Quý vị cũng liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 nhé, để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người mệnh mộc. Thưa quý vị, tiếp theo thứ tư chúng ta cùng xét về ngoại hình của những người mệnh mộc. Những người mệnh mộc thường có tướng người cao, hơi gầy, sức khỏe thì tốt. Người này thường có cái gương mặt thanh tú với cái đôi mắt sáng và môi đỏ, trán dựng, đầu có xương nhỏ, xương mũi thì lộ và hơi gầy, giọng nói cao và trong trẻo, bàn tay dài và gầy, có nhiều vân. Xét về cái tổng thể thì những người hành mộc phải hội tụ đủ nhiều yếu tố ngũ trường, tức là năm thứ dài, cụ thể là gì? Đầu dài, mặt dài, chân tay dài, tay dài thì mới tốt. Những người hành mộc là những người xương thô, người béo, lùn, lưng cong và phá cách thì cũng không được may mắn trong cuộc đời. Vậy thì người hành mộc có nét tướng ra sao, vận mệnh nó thế nào? Thì theo nhân tướng học ấy, nếu mà trong cái mệnh lý học có ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thì trong nhân tướng cũng có song cái cách gọi có phần là khác biệt là ngũ hành. Chúng ta cùng xét về những người mà hợp với những người mệnh mộc. Muốn biết những người mệnh mộc thì hợp với mệnh gì thì chúng ta cũng phải xét trên cục diện âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc, các yếu tố là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Theo đó, có thể nhận thấy rằng mệnh thủy và mệnh hỏa là hai mệnh tương hợp với những người mệnh mộc. Trong cái việc lựa chọn vợ chồng, nếu mà chọn được những người có mệnh tương sinh tương hợp với vợ chồng ấy, thì chung sống hòa thuận, con cháu thì ngoan ngoãn, thành đạt và hạnh phúc bền lâu. Còn nếu lỡ yêu phải những cái người mà mệnh tương khắc thì có thể cái vận trình sự nghiệp, tài lộc của cả hai vợ chồng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đôi bên thì sẽ phải trải qua những cái cuộc sống vất vả, khó khăn, dễ dẫn đến tình trạng là khắc khẩu hay là tình cảm bị rạn nứt. Tương tự với cái việc làm ăn kinh doanh, nếu chọn được những người hợp tác có ngũ hành tương sinh hoặc là tương hợp với mình thì làm ăn tốt, hợp tác thì thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, tài lộc thì nó có ùn ùn kéo đến. Ngược lại, nếu mệnh đôi bên tương khắc thì dễ xảy ra những cái chuyện không mong muốn, ví dụ như là lừa gạt, phản bội hoặc là đôi bên phải trải qua nhiều cái khó khăn trắc trở, mất công sức nhưng cũng không đạt được cái thành quả như ý muốn. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét là mệnh mộc thì khác cái mệnh nào, đúng không ạ? Vừa rồi chúng ta đã vừa xét xong cái mệnh mộc là hợp mệnh nào rồi, đúng không ạ? Cũng dựa theo cái quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành thì chúng ta thấy rằng mộc thì khắc thổ, đúng không ạ? Thổ khắc thủy và thủy thì khắc hỏa, hỏa lại khắc kim và kim khắc mộc. Như vậy, chúng ta có câu trả lời là gì? Biết được là mệnh mộc là khắc mệnh thổ và mệnh kim. Đó. Mộc khắc thổ giống như là cái cây hút chất dinh dưỡng từ đất, khiến cho đất bị khô cằn.
Nhưng nếu mà đất nhiều thì chèn ép lên cây ấy, thì cây cũng sẽ gì bị úng và dễ chết. Mộc khắc kim, kim khắc mộc thì cây lớn có thể làm cho cái đồ dùng bằng kim loại nó cũng bị méo mó, bị gãy đổ. Nhưng mà nếu kim dùng làm cái đồ kim khí như là cưa rìu thì hoàn toàn có thể đốn hạ được cây đó. Từ các mối quan hệ sinh khắc khắc chế giữa cái mối quan hệ tương sinh ngũ hành thì chúng ta biết là những người mệnh mộc thì nên kết hợp với những người mệnh thủy, mệnh mộc và mệnh hỏa, còn nên tránh những người mệnh kim và mệnh thổ. Thứ bảy, chúng ta cùng xét về phong thủy cho những người mạng mộc. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về màu sắc hợp kỵ với những người mệnh mộc. Thứ nhất là màu hợp với những người mệnh mộc. Mệnh mộc thì theo cái nguyên lý âm dương ngũ hành ấy, tìm ra cái sắc màu hợp và kỵ theo phong thủy. Những người thuộc mạng mộc có thể chọn được các màu quần áo, đồ dùng hàng ngày, thậm chí là màu xe, màu sơn nhà phù hợp với mình để đoán nhiều được cái may mắn cát lợi hơn. Theo quan điểm của phong thủy học thì cái mệnh mộc hợp với các màu thuộc cái hành tương sinh, tương hợp cụ thể như sau. Mệnh mộc thì hợp với mệnh thủy, vì thế cái màu sắc thuộc hành thủy như các màu xanh nước biển hay màu đen sẽ hợp với những người mệnh mộc. Trong đó màu xanh sẽ giúp thư giãn, giải tỏa cái căng thẳng trong cuộc sống cho những người mệnh mộc. Màu đen ấy đại diện cho cái sự huyền bí, quyền lực, giúp cho bản mệnh vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Màu xanh lá là cái màu bản mệnh, tạo cái cảm giác nhẹ, dịu nhẹ, tươi vui, giúp bản mệnh luôn khỏe mạnh, vui vẻ, tự tin hơn trong cuộc sống. Tiếp theo là cái màu kỵ với những người mệnh mộc, thì mệnh mộc nên tránh sử dụng các màu như sau. Các màu thuộc hành kim như màu trắng, bạc, ghi, xám. Do là kim khắc mộc, những cái màu này sẽ khắc chế cái cát khí, gây ra những sự bất lợi hay là xui xẻo cho bản mệnh. Màu thuộc hành thổ như là màu vàng, màu nâu đất, màu nâu cà phê. Do bị mộc khắc nên là bản thân mệnh mộc cũng bị tổn hao cái cát khí. Tuy nhiên, mệnh mộc vẫn có thể sử dụng các màu này trong những cái sự kiểm soát chừng mực nhất định của mình. Thứ hai, chúng ta còn xét về cái hướng hợp với những người mệnh mộc. Thưa quý vị, các cụ có nói là gì? Tậu trâu, cưới vợ làm nhà là ba cái chuyện lớn của đời người. Đủ để thấy xem xét cái việc là chọn ra cái hướng nhà là vô cùng quan trọng. Vậy những người mệnh mộc mua nhà hướng nào là tốt? Đó chính là hướng Bắc là tốt nhất. Quý vị có thể là gì? Biết cái hướng Bắc ấy, chính Bắc nó chính là hướng của hành thủy. Thủy sẽ sinh mộc, mang lại cái may mắn cho gia chủ. Còn nếu mà không tìm được nhà hướng này thì có thể chọn cái nhà hướng chính Đông hoặc là Đông Nam. Đấy, cũng tốt không kém. Song mệnh chủ cần nhớ rằng có những cái hướng nhà không phù hợp như là hướng chính Tây thì nó khắc cũng không tốt. Trong phong thủy nhà ở, mỗi một căn nhà, mỗi một căn phòng trong nhà thì cũng cần áp dụng cái phong thủy khác nhau. Ví dụ như phòng khách cho những người mạng mộc thì có thể gì? Cửa thuộc hướng Đông hoặc là hướng Đông Nam hoặc hướng Nam, hướng Đông, Đông Nam cũng tốt nhất, tốt cho cái công danh sự nghiệp. Với phòng ngủ thì mệnh chủ nên chọn cái hướng Bắc hay là hướng Nam, Đông Nam làm cái hướng đặt giường ngủ hay là gì? Đặt cửa phòng. Các bạn có thể bàn làm việc hay là trong phòng làm việc ấy, có thể quay về một hướng Đông, Bắc. Bàn làm việc hay là phòng làm việc quay về hướng Đông, Bắc, Tây, Tây Nam hoặc là Tây Bắc là tốt nhất. Không nên để bàn làm việc thẳng ra cửa vì rất dễ mất mát về tiền của. Khi là nhà bếp thì cũng nên đặt cửa theo hướng cửa chính. Nên sử dụng nhiều cái vật dụng làm bằng gỗ hay là có màu nâu, xanh lá trong bếp. Cố gắng hạn chế cái đồ kim loại. Đó là cái cách bố trí phong thủy cho những người mệnh mộc. Tiếp theo thứ ba, chúng ta còn chọn cái màu xe cho những người mệnh mộc. Thưa quý vị, xét theo cái quy luật ngũ hành âm dương tương sinh tương khắc thì những người mệnh mộc hợp với mệnh thủy, đó là cái màu tương sinh cho bản mệnh. Những người thuộc ngũ hành mộc khi mua xe thì có thể chọn xe thuộc ngũ hành thủy. Thì ngoài ra ấy, màu xanh lá, màu bản mệnh của mệnh mộc ấy, mua xe chọn màu này thì cũng rất là tốt. Tuy nhiên nếu mà xe thuộc hành kim thì sẽ không được may mắn cho lắm. Mệnh mộc hợp xe màu gì, đi xe màu gì để tốt về mặt phong thủy thường là cái thắc mắc của rất nhiều người, bất kể là những người mua xe ô tô, xe máy hay là xe đạp. Đấy. Vậy nên các bạn cũng sẽ phải cân đối những cái màu sắc được hợp mệnh hoặc là sinh trong mệnh để được tốt lành hơn. Thứ tư, chúng ta cũng sẽ là nuôi cá hợp với những người mệnh mộc. Bể cá nó tượng trưng cho cái hành thủy là cái hành tương sinh với mệnh mộc, nên những người mệnh mộc thì có thể là gì?
nuôi bể cá trong nhà thì không những may mắn mà còn tốt về mặt sức khỏe và cái tài lộc nữa. Bản mệnh nên chọn bể cá có hình chữ nhật, nuôi từ 3 đến 8 con cá, nhiều hơn thì lại càng tốt. Đấy, có thể chọn các loại cá sau để nuôi trong nhà. Một là cá huyết anh vũ, màu đỏ rực lửa của loại cá huyết anh vũ tượng trưng cho cái sự may mắn, thành đạt của gia chủ. Thứ hai là cá vàng, đây là loại cá rất dễ nuôi, phổ biến, đồng thời còn mang lại cái may mắn nên thường được gia đình ưu tiên lựa chọn nuôi. Thứ ba là cá chép, loại cá này cũng được xem là có loại cá mang lại những cái may mắn cho gia chủ. Đó là những loại cá mà phù hợp với những người mệnh mộc. Đó. Khi quý vị mà nuôi những loại cá này thì sẽ thu hút được cái may mắn, cát khí, tài lộc vào trong nhà. Thứ năm là chúng ta chọn cây phong thủy hợp với những người mệnh mộc. Quý vị thân mến, những người mệnh mộc hợp với cây gì? Như quý vị biết, ấy, mộc là gỗ, là cây. Vì thế, người ta thường nói mệnh mộc trồng cây sẽ rất là tốt. Nhưng về việc trồng cây hợp với mệnh mộc ấy, thì cũng có nhiều ý kiến khác. Nhưng về chọn cây gì hợp với mệnh mộc thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Các bạn có thể tham khảo một vài loại cây phong thủy sau đây. Thứ nhất là cây sen đá nâu. Đây là loại cây có sức sống bền lâu và mãnh liệt. Cây sẽ giúp cho gia chủ, những người mệnh mộc ấy, có được tình yêu, tình bạn đúng nghĩa, bền vững theo thời gian. Thứ hai là cây ngọc bích. Loại cây này mang cái ý nghĩa may mắn và tài lộc đầy đủ. Ngoài ra, khi cây ra hoa thì cũng có ý nghĩa là giàu sang, ấm no càng nhiều hơn. Thứ ba là cây tùng vạn niên. Cây thường được dùng để trang trí trong các sảnh lớn, làm cảnh trước nhà, công viên hay là khu đô thị. Cây mang cái ý nghĩa là thọ tựa Nam Sơn tới cho gia chủ. Thứ tư là cây vạn niên thanh. Cây mang đến sự sung túc về tài lộc, hòa hợp về hôn nhân, cũng như là về sức khỏe tràn đầy. Gia chủ nên trồng cây trong chậu gỗ, chậu sành hay là gì? Chậu làm từ có loại cây mây che đan là tốt nhất, tốt hơn chậu nhựa. Quý vị nên đặt từ 3 đến 8 chậu cây ở trong sảnh nhà mình. Thứ 6 là chọn đá phong thủy hợp với những người mệnh mộc. Thưa quý vị, có rất nhiều các loại đá phong thủy phù hợp với những người mệnh mộc. Nếu lựa chọn đúng các loại đá, bản mệnh có thể sẽ gặt hái được nhiều cái thành công và có được cái cuộc sống mỹ mãn hơn, từ sức khỏe cho đến sự nghiệp và cái vận trình nhân duyên. Về mặt sức khỏe thì các loại đá thạch anh đen, thạch anh tóc xanh, đá cẩm thạch xanh, đá ngọc lam mang lại nhiều cái tác động tích cực cho sức khỏe của bản mệnh, khiến cho các bạn luôn cảm thấy vui vẻ, lạc quan, tích cực, giảm căng thẳng, mệt mỏi, chữa các chứng bệnh về tim mạch, mất ngủ. Để tăng cường cái vận trình tài vận sự nghiệp ấy, thì quý vị có thể sử dụng đá thạch anh tự nhiên, đá mắt hổ xanh, đá aventurine, đấy, hoặc là gì đá thạch anh tóc xanh, đá cẩm thạch xanh, đá lapis, đúng không ạ? Những loại đá này thì sẽ mang tới nhiều cái may mắn cho vận trình sự nghiệp cũng như là tài lộc của những người mệnh mộc. Các bạn sẽ có thêm tự tin để mở rộng cái mối quan hệ, được tiếp xúc với nhiều cái cơ hội phát triển, đồng thời trừ tà, tránh xa những cái kẻ tiểu nhân. Để tốt cho cái vận trình nhân duyên thì quý vị có thể dùng loại đá ngọc bích, đó, đá xanh lá, đá ngọc lam, đá aventurine, đúng không ạ? Màu xanh. Các loại đá có tác dụng trong cái việc cải thiện cái nhân duyên. Đeo các loại đá này thì bản mệnh sẽ luôn tự tin, thể hiện được cái sức hút của mình và gây được ấn tượng với những người đối diện. Đó. Thứ bảy, chúng ta sẽ xét về cái việc những nghề nghiệp nào thì hợp với những người mệnh mộc. Thưa quý vị, nghề nghiệp cũng có phân thành theo cái ngũ hành. Những người mệnh mộc thì nếu làm các nghề như là nghề thuộc hành mộc và ngũ hành thủy thì có thể sẽ phát huy được hết cái khả năng của mình và dễ giành được những cái thành công lớn lao hơn nữa. Nghề thuộc ngũ hành thủy có đặc trưng là tính trí tuệ, lưu động, song nó lại có tính hàn. Ví dụ như các nghề như nuôi trồng thủy sản, xăng dầu, sản xuất đồ uống, nhân viên cứu hộ, vận động viên thể dục thể thao dưới nước, nghiên cứu sinh vật biển, đấy, hoặc là thủy điện, chế tạo tàu, thuyền, công nhân biển, tàu, cứu hỏa, giặt là, vận tải biển, v.v. Còn các nghề thuộc ngũ hành mộc lại mang cái tính giáo dục hay là tôn giáo, ẩn chứa cái lòng trắc ẩn có liên quan nhiều đến thực vật, đấy. Liên quan nhiều đến sự sinh sôi nảy nở. Các nghề có thể kể đến bao gồm những nghề sau như làm đồ gỗ, nông nghiệp, trồng trọt, đông y, vật liệu xây dựng, thực phẩm, buôn bán hoặc là văn phòng xuất nhập khẩu, đấy, hoặc là xuất bản, giáo viên, đấy, tư pháp, nghiên cứu động vật thực vật, buôn bán các loại vải vóc thương hiệu vân vân. Đó là những cái nghề mà phù hợp với những người mệnh mộc. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những cái vật phẩm phong thủy hợp với những người mệnh mộc.
Thưa quý vị, vật phẩm phong thủy đầu tiên đó là thiềm thử. Vật phẩm này có cái hình dáng là một con cóc ngậm tiền ba chân ngồi trên một cái đống tiền vàng. Người ta quan niệm các ngậm tiền là cái biểu tượng cho tiền tài, may mắn, giúp gia chủ kinh doanh đại phát đại lợi, giảm bớt những cái rủi ro, gặp hung thì hóa cách, rất phù hợp với những người mệnh mộc. Thứ hai là tỳ hưu. Tỳ hưu là cái linh vật đấy, có đầu rồng, thân ngựa, chân lân. Theo truyền thuyết thì tỳ hưu không có hậu môn, nên là tiền của chỉ có vào mà không có ra. Đây là cái linh vật nổi tiếng nhất trong cái tác dụng là chiêu tài tiến bảo. Thì ngoài ra còn có thể trấn trạch trừ tà nữa. Thứ ba là tượng quan công. Quý vị thân mến, quan công được xem như là một cái vị thánh giúp trấn áp cái thế lực tà ma ngoại đạo cho gia chủ, đem lại cái sự bình yên và may mắn. Thứ tư là Phật Di Lặc. Đây là cái vị Phật mang lại cái sự sung túc và bình an, giúp gia chủ tiêu trừ mọi cái nỗi buồn phiền, ưu lo trong cuộc sống. Thưa quý vị, đó là những cái vật phẩm phong thủy hợp với mệnh mộc. Thì ngoài ra quý vị hãy sử dụng thêm cái vòng tam hợp quý nhân đấy, để gia tăng thêm cái vận quý nhân, tăng cường vận quý nhân, giúp hóa giải những cái thị phi xung sát và mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho những người mệnh mộc. Thưa quý vị, thứ 9, chúng ta cùng xét về trường hợp mệnh khuyết mộc. Thưa quý vị, trong cái lá số bát tự tử vi hay là tử bình ấy, thì người ta hay nói về mệnh khuyết. Mệnh khuyết mộc là mệnh mộc nó bị suy. Những người mà khuyết mộc thì thường sinh vào mùa thu, trong khoảng thời gian từ mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 7 tháng 11 dương lịch. Bát tự kim vượng mộc suy. Vì thế, nếu các bạn sinh vào tháng 7, tháng 8 âm lịch thì khả năng cao các bạn là những người mà khuyết mộc. Có khi có người sinh vào tháng 9 âm cũng khuyết cái mệnh này. Trong một số trường hợp thì những người sinh vào tháng 9 âm vừa khuyết thủy lại vừa khuyết cả mộc nữa. Mệnh của những người khuyết mộc thường cần phải tăng cường cái yếu tố mộc trong cái cuộc sống của mình, hoặc là dùng hỏa hay là thủy để tiết chế bớt cái vượng khí của kim ấy, thì sẽ tốt hơn. Có thể bổ sung qua cách là ăn uống hoặc là trang phục hay là trang trí nhà cửa. Mệnh chủ nên sống ở những cái nơi có nhiều nước hoặc là gần nguồn nước. Trong nhà thì nên trồng cây xanh, vừa giúp thanh lọc cái không khí lại vừa giúp cải thiện cái vận trình của mình. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình của những người mệnh mộc đó. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.